Vâng, em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người, chào tất cả anh chị em thân mến. Thì bên em hôm nay có chiếc Cruiser 2010 nên Na Giang đúc tất cả thứ rồi nhá. Xe khá là đẹp luôn. Vâng, em mới rửa qua tí nên là chưa lau khô được, các bác thông cảm tí ạ. Thì chiếc xe này bên em đang chào bán mức giá là 238 triệu, bao rút hồ sơ, giá trên vẫn ra nộp cho các bác thoải mái nhé các bác nhé. Xe khá là đẹp, chất xe đi rất là chắc chắn, lốp dần lốp còn đến 80% nữa, lốp gần như lốp mới. Thì chiếc xe này bên em chào bán 238 triệu thì rất là hợp lý luôn. Những cái đèn này người ta dán cái bóng này nhìn cũng khá là đẹp, nếu các bác không thích thì em bóc ra cũng được, không sao cả, đèn vẫn nguyên, chưa có vỡ biết gì cả. Xe khá là đẹp, đồng thanh sơn xi bên ngoài về, các bác không phải làm bất kể một cái gì nữa rồi. Xe là chủ xe đi cũng khá là giữ gìn xe, khá là cẩn thận, để các bác cứ yên tâm về cái dòng xe này. Và em cũng kiểm tra hết rồi, máy nổ rất là êm luôn. Vâng, em đã đi qua một vòng xung quanh xe rồi thì xe cũng khá là đẹp. Và đây em đi vào nội thất cho các bác này. Vâng, đây là nội thất bên trong của một chiếc xe khá là đẹp các bác nhé, rất là tươi xe và vẫn nguyên luôn, và trần vẫn là trần nỉ các bác này, vẫn là trần nỉ luôn. Vâng, xe khá là đẹp, mọi thứ chức năng trên xe hoạt động bình thường, loa đài đầu đĩa chạy rất là ok, điều hòa rất là lạnh các bác nhé, nên nó sàn 5D rồi các bác này. Vâng, ốc tất cả thứ trên bản này là còn nguyên hết, không có một chỗ nào gọi là gì cả, khá là đẹp. Đây là keo chỉ của nó này, keo chỉ zin hết nhá, keo chỉ zin hết. Vâng, sàn 5D khá là đẹp các bác nhé. Và đây em mở cốp sau cho các bác xem luôn ạ. Còn đây là cụ. Còn đây là một cốp xe nhé các bác nhé, cốp xe. Đây, cái quả Na Giang này là Na Giang sắt, vì là 2010 nó chỉ có Na Giang sắt thôi, chứ không có Na Giang đúc. Thì bên em đã độ hết lên rồi, còn thì là nó là Na Giang sắt, còn Na Giang đúc thì em độ trên kia. Đây, cả thứ rất là đẹp luôn nhé. Đây, bộ rất là sáng nhé, rất là sáng láng, rất là đẹp. Keo chỉ zin hết này. Và chiếc xe này cam kết các bác là không taxi, không dịch vụ gì đâu nhé. Đây là bẩn này, em lau này, chỉ bẩn thôi coi nhé. Còn keo chỉ là zin hết, thất tươi. Đấy, sàn 5D. Đây em sẽ đi vào trong, em nổ máy cho bác xem. Trong hòa rất là lạnh luôn. Máy đây rất là sạch sẽ nhé các nhé, rất là sạch sẽ này. Rất là nổ, rất là êm luôn, rất là sạch sẽ, nổ rất là êm, máy rất là đứng. Có cao bu đây, nhưng mà nếu mà tổng thành chiếc xe này khá là đẹp, khá là chắc chắn. Và em các bác cùng các bác chạy thử một đoạn xem chiếc xe có ổn không nhé. Ở đây lên gương lùi
cam gương lùi nhé bác nhé. Đấy, gương này có cảm biến lùi luôn. Và đây em sẽ chạy cùng các bác cùng xem chiếc xe này xem có ok không nhá. Thực ra nếu mà số sàn chúng ta mà đi một người mà vừa quay vừa chạy rất là khó chạy, nhưng em sẽ cố gắng chạy cho các bác cùng xem về một chiếc xe như này. Số tất cả mọi thứ chức năng trên xe hoạt động rất là êm ái, rất là luột, rất là ngon luôn. Sắp xỉ 3 tiếng đồng hồ vừa qua, lần nữa trân trọng cảm ơn các bạn. Rất là ok. Chiếc xe là rất là tuyệt vời. Nhìn rất là êm, rất là chắc chắn. Không có một tiếng động hay tiếng cọc cạch hay tiếng gì cả. Và em đi hẳn vào trong đây nữa, bê tông này. Đi xe các bác cứ thử vào đường bê tông cho em. Xe nếu mà gầm bệ kêu là sẽ phát hiện ngay, còn đi đường kia thì khó phát hiện được lắm. Chúng ta nên cố gắng chạy vào những cái cung đường mà nhổ gà và đường bê tông thì chúng ta sẽ phát hiện được con xe đó gầm có kêu hay không. Đấy. Và chúng ta đi, chúng ta phanh gấp thử xem là cái hệ thống phanh có an toàn hay không nhé các nhé. Thì đây em đang thử rất là em tắc, chiếc xe rất là ok luôn. Vâng, chiếc xe rất là tuyệt vời. Vâng, em xin kết thúc clip tại đây. Mong quý anh chị và các bạn xem qua clip của em cũng ủng hộ bên em. Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người ạ.